Thưa quý vị, tôi nhìn trong khán giả hình như thấy có người ông xã đẹp trai của tôi đang ngồi ở đây nè. Chắc tôi phải bắt cóc ảnh lên đây để làm một hai màn cho quý vị nghe được không? Chịu không? Đây, ôi mời bà lên. Tôi đã đánh ở tại Berlin, ở Bình Đà La, Bình Đức, là trong một cái lễ hội về nhạc techno. Tôi là người Việt Nam duy nhất đánh cái đợt này, một nhạc sĩ trước 500.000 khán giả, nửa triệu khán giả. Thì sư Việt Nam này, tôi đã có ba người học trò đánh hay hơn tôi nữa, tên là Đặng Văn Khai Nguyên. Cậu đó rất là giỏi hơn tôi nhiều lắm, mà rất là có một cái sự đam mê về đàn môi, không những là biết đánh đàn môi, một biết chế đàn môi, biết giải đàn môi nữa, mà tuổi rất nhỏ, mới hai mấy tuổi. Thành ra đó là một cái tài năng hiếm có, và tôi nghĩ rằng trong tương lai sư Việt Nam sẽ có rất nhiều người chơi đàn môi.